kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra 8 dự án đất đai. Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu sang Bộ Công an để điều tra, xử lý dấu hiệu sai phạm với 8 dự án tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Mới đây, Thanh tra Chính phủ phát thông báo về kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa. Theo kết luận, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang xây dựng nhà ở của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011-2019 đã được nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả sử dụng đất qua đó được phát huy, đáp ứng một phần nguồn cung nhà ở cho người dân. Tuy nhiên, việc thanh tra với 9 khu đất, dự án tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cho thấy, việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất còn xảy ra những khuyết điểm, vi phạm. Thanh tra Chính phủ sau đó đề nghị Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lý theo quy định với các hành vi vi phạm pháp luật của 8 dự án. Trong đó, Hà Nội có 3 dự án, thành phố Hồ Chí Minh có 2 và Bình Dương có 3. Ở Hà Nội, với dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ tại số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, cơ quan thanh tra xác định UBND Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất thấp hơn 57,8 tỷ đồng. Số tiền phê duyệt này thấp hơn giá trị quyền sử dụng đất được Bộ Công Thương phê duyệt trong giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Thép Việt Nam. Từ đó, gây nguy cơ làm giảm giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, một số người dân lấn chiếm khu đất kéo dài nhiều năm, vi phạm nghiêm trọng trong quy định về quản lý, sử dụng đất. Việc này đến nay chưa được Tổng Công ty Thép Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Hà Nội và các đơn vị liên quan xử lý, nguy cơ thất thoát quyền sử dụng đất. Dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Đông, vốn góp bằng giá trị sử dụng đất và thương mại của quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm. Thanh tra đánh giá việc này không đúng quy định, từ đó dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân Hà Nội thu hồi đất, giao đất và cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Phương Đông chuyển mục đích sử dụng hơn 14.300 m2 đất để thực hiện dự án trái quy định. Việc chuyển đổi không đúng với phương án sử dụng đất được Thủ tướng phê duyệt tại phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam và không đúng với nghị quyết của Quốc hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông sau đó đã sử dụng 312 căn hộ cho thuê ngắn hạn, bán theo hình thức sở hữu lâu dài. Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 275 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân bị đánh giá có vi phạm góp vốn trái quy định. Từ đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi 23.380 m2 đất cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1 giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Việc giao đất này để thực hiện dự án nhà ở, không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1 chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy theo mệnh giá, không đấu giá, không thẩm định giá cổ phần. Hành vi này là trái quy định. Thành phố Hồ Chí Minh có 2 dự án là tòa nhà văn phòng, thương mại và nhà ở tại số 244 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và khu nhà ở thấp tầng tại số 5 đường 22, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Với dự án tại số 244 Kha Vạ Cân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ chuyển mục đích sử dụng 2 khu đất tại quận Thủ Đức rộng 1.000 m2 và hơn 6.800 m2. Hành vi bị cơ quan thanh tra cho rằng đã vi phạm quy định của Luật Đất đai 2003 và không đúng thẩm quyền, từ đó dẫn đến việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất có sai phạm. Tại Bình Dương, 3 dự án cũng bị đánh giá có vi phạm, chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an. Với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An, rộng hơn 96.200 m2, vi phạm xuất phát từ việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An không đúng quy định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thu hồi 95.200 m² đất cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe lửa Dĩ An và 298 m² đất của 3 hộ dân. Tỉnh này sau đó giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An thực hiện dự án nhà ở, không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, việc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất thuộc dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An là trái với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An phê duyệt. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các sở, ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3 năm thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư cũng có dấu hiệu sai phạm. Hành vi này dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm 14,7 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64.050 m² đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An sử dụng để thực hiện dự án không đấu giá quyền sử dụng đất. Việc này có dấu hiệu vi phạm hình sự. Thanh tra cho rằng từ tháng 12 năm 2016 đến nay cũng chưa xác định nghĩa vụ tài chính để thu ngân sách trong việc giao 64.050 m² đất, nguy cơ thất thu ngân sách khoảng 220 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An còn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được Sở Xây dựng Bình Dương thông báo dự án đủ điều kiện huy động vốn. Thế nhưng doanh nghiệp đã sử dụng 64.050 m² đất để ký hợp đồng huy động vốn hợp tác đầu tư với 387 nền đất liền kề. Việc này bị thanh tra đánh giá có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự. Với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng trên diện tích 4.780 m², công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà xe lửa Dĩ An ký hợp đồng huy động vốn khi chưa có quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng. Từ năm 2018 đến nay, công ty còn nợ tiền huy động vốn từ khách hàng khoảng 191 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tiền huy động vốn từ khách hàng, công ty không thể hiện trên báo cáo tài chính nên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về kế toán. Sau khi chỉ ra cái sai phạm và chuyển hồ sơ điều tra, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương các thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận. Vì sao kiến nghị chấm dứt dự án của Tổng Công ty Thép Việt Nam? Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội chấm dứt dự án đầu tư nhà ở cao tầng, văn phòng, thu hồi 2.291 m² đất tại 120 Hoàng Quốc Việt của Tổng Công ty Thép Việt Nam và đề nghị Công an điều tra vi phạm. Kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ tại số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội có diện tích đất 2.291 m². Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án không theo đúng phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Thép Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó dẫn đến tổng số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách của khu A 932 m², thấp hơn 57,595 tỷ đồng so với giá trị quyền sử dụng đất đã được Bộ Công Thương phê duyệt trong giá trị doanh nghiệp tại thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2010 khi thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Thép Việt Nam. Thanh tra Chính phủ nhận định, việc đó nguy cơ làm giảm giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, dẫn đến giảm số tiền tương ứng phải nộp ngân sách nhà nước. Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các sở ngành có liên quan, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Tổng Công ty Thép Việt Nam, CTCP, cơ quan thanh tra chỉ rõ. Từ ngày 21 tháng 5 năm 2012 đến nay, dự án số 120 Hoàng Quốc Việt vẫn không được thực hiện. Tổng Công ty Thép Việt Nam CTCP, các cơ quan quản lý khu đất đã vi phạm điểm A, khoản 6, khoản 12, điều 38 Luật Đất đai năm 2003, vi phạm điều D, khoản 1, điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất, đồng thời vi phạm điểm B, điểm C, khoản 6, điều 97 Nghị định số 43 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
chưa dừng lại ở đó. Theo kết luận thanh tra, khu đất bị một số người dân lấn chiếm, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai nhưng chưa được cơ quan liên quan xử lý dứt điểm. Điều này dẫn tới nguy cơ thất thoát quyền sử dụng đất. Do vậy, Tổng thanh tra Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì kiểm tra, xử lý chấm dứt dự án đầu tư nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ và thu hồi đất tại số 120 Hoàng Quốc Việt của Tổng Công ty Thép Việt Nam CTCP theo quy định pháp luật. Hà Nội cũng phải chỉ đạo thực hiện xử lý sau thanh tra đối với những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, lấn chiếm đất đai tại dự án trên. Theo kết luận thanh tra số 1916 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sau khi đánh giá vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.